Xin mời một vị khách kế tiếp, xin mời em gái cô dâu sẽ lên tại sân khấu này ạ. Em gái sẽ hát tặng cho anh chị một ca khúc của Miu Lê tên là gì đấy nhỉ? Quà cho anh. Quà cho anh nào mà chị gái mình. Hôm nay là ngày vui của hai anh chị, em xin gửi tặng đến hai anh chị một bài hát, đó là bài Quà cho anh. Các bạn đang nghe nhạc tại Hoàng Thân Bình Studio. Xin liên hệ số điện thoại 016 770 90 770 để biết thêm chi tiết. Quả nhỏ bé chưa một tình yêu lớn, tình yêu đó mãi trao riêng tặng anh, mà em chỉ ước mơ lấy thổi một điều tuy đơn giản nhưng ngọt ngào. Muốn có tha thiết một đôi mắt hiền, muốn có mát một bờ vai em yêu nụ cười mỗi ngày anh đến và em yêu những nụ hôn anh. Các bạn đang nghe nhạc tại Hoàng Thân Bình Studio. Xin liên hệ số điện thoại 016 770 90 770 để biết thêm chi tiết. Những món quà nhỏ bé chưa những niềm hạnh phúc mà em có mang đến anh mỗi ngày, vì em muốn thấy đôi mắt anh bất ngờ tìm em như những món quà nhỏ bé chưa một tình yêu lớn, tình yêu đó mãi trao riêng tặng anh, mà em chỉ ước mơ lấy thôi một điều tuy đơn giản nhưng ngọt ngào. Muốn có tha thiết một đôi mắt hiền, muốn có mãi một bờ vai em yêu nụ cười mỗi ngày anh đến và em yêu những nụ hôn anh vẫn hay trao. Muốn có thương nhớ nhiều như lúc đầu, muốn những câu hứa không thể thay đổi, nhìn mình luôn mỗi lần anh đến. Món quà nhỏ bé chưa những niềm hạnh phúc mà em có mang đến anh mỗi ngày, vì em muốn thấy đôi mắt anh bất ngờ tìm em với những